Phải chỉ bông lông, rõ ràng có điều gì uẩn khúc. Trinh em, dạ, ra mời anh ta lại, ta muốn nghe xem anh ta có điều gì trách móc. Này, cậu Hề Hoạn ơi, bà ỷ lan truyền, cậu có điều gì muốn ngỏ thì cứ nói thẳng ra, chứ đừng bóng gió xa xôi gì cả. Thần là Hề Hoạn, xin kính chúc Hoàng Phi vạn phúc. Ta đang đi công cán nơi xa, vậy anh Hề có điều gì muốn ngỏ? Dạ, muôn tâu lệnh bà, tôi mẹ cha không có, vợ con cũng không, ngày ăn vài bữa hát mấy câu lông bông, chứ lòng dạ đã từ lâu không giận, không mơ, không ước. Nếu như lệnh bà muốn nghe đôi ba điều ẩn ức của những người đàn bà trong đám thường dân thì thần xin hát lệnh bà nghe. Ta cũng là đàn bà nên ta cũng muốn nghe chuyện đàn bà, vậy anh Hề cứ hát. Dạ. Nó chẳng ra gì cái thằng chồng em, nó chẳng ra gì đổ tôm bây giờ thì không biết ấy, mấy nó thì hoang lại chơi hoang, người nói ta đây đâu có thiết cổ chàng ơi, đâu có thiết cổ chàng. Tôi thiếp hộ chàng, tôi nói ra đây, tôi thiếp hộ chàng. Nó dầm bây giờ thì nó phá, ấy mới tan hoang nhà này cửa nhà. Tôi nói ra đây, có chị em nhà còn dầm bà tung khóc, ấy với một bà tung lại gần tung, tôi mới bán đi trả nợ cho chồng thần. Thì ra từ khi ta ở trong cung cấm, chưa thực rõ rằng bạn yếm khăn còn lắm chuyện đau lòng. Cung nữ, dạ, lấy cho ta chiếc thẻ tre có sẵn ấn tín hoàng đế, để ta ghi vào truyền cho quan thái sư Lý Đạo Thành phải ra ngay sắc chỉ, răn đe những kẻ đàn ông mà vô tích sự làm khổ vợ con. Còn riêng anh Hề, dạ, có điều gì thì cứ nói ra. Dạ, tâu lệnh bà, kẻ dân hèn này đã tâu trình rằng chẳng có điều gì ạ, chỉ có đôi ba câu hát lông bông nghêu ngao những khi cô quạnh. Lệnh bà đã truyền thì thần xin hát để lệnh bà giải buồn ạ. Anh đây nhất lý kỳ tâm sao cô bay khéo nhị kỳ tình, vì ai xui ai dùng cho nên cô mình mới nhị kỳ tâm mà bay. Mấy lâu nay thời anh vắng cách chi âm. Với cội cây bên xa dầu mà mẹ anh rót đòi dầu đầy, anh tham ly thân với cái bóng đầy bóng chẳng có thương dầu mà mẹ suốt năm canh thời anh mê bóng. Ây nửa
nửa cười anh bay bay lâu nay thì anh gần tiếng gần tiếng xa người này cậu Hề. Xưa kia cậu có ngỏ lời gì với Hoàng Phi đâu mà bây giờ cậu trách Hoàng Phi. Cậu mà hát thế thì người ta cười chết. Cô Trinh ạ, tôi có trách ai đâu, tôi chỉ muốn hát cho người ta cười. Còn như bây giờ tôi đã bị hoạn mất rồi thì tôi chỉ có thể bế cái bóng. Khi tôi thổi tắt đèn thì cái bóng cũng mất. Cô thấy nên cười thì xin cô cứ việc cười. Anh Hề cứ hát nữa đi, ta đang muốn nghe. Muôn tâu lệnh bà, bà hoàng hậu luôn luôn đeo mắt mắt tôi, cho nên tôi phải làm sẵn một bài Hề Mù để phòng khi có bị móc mắt rồi, để tôi hát cảm ơn bà ấy ạ. Này ơn đức cao sâu cho nên mắt tôi mới được mù loà. Ta nhìn thế giới nó nhập hòa như dưới đáy ao. Cô mơ thì cô mơ cô mận, cô mơ cô mận cô đào. Trong mi ba cô ấy cứ thấy cô nào cũng xinh bởi à, quá quá yêu nhau cho nên biết đi là biết đi là bên thành không bùa không thuốc, không bùa không thuốc sao tình anh lại say à, mắt mắt quá tình cho nên nhìn đêm cũng như ngày. Móc đi hai con mắt thì ngày dày nhìn nó cũng như đêm mà quăng quăng hai tay chân đi thắt đi theo bên đi thèm. Quá tình cũng như mù tịt, chữ danh chữ lợi anh chẳng thèm. Nhìn cái chi chi ngà sông sống càng lâu tai nghe càng lắm càng nghĩ lắm chuyện gì trách mình thôi chứ có trách gì ông xanh mời à thế thế cho nên tôi mở mắt tôi mở mắt không đành. Ơ kìa cậu Hề ngủ rồi à? Thôi dậy đi, dậy đi cho bà ấy còn đi dẹp loạn. Dậy đi cậu Hề. Trinh em. Dạ, ta nghe lời anh Hề thấy có nhiều điều thực đáng thương tâm, và chắc cũng có nhiều điều uẩn khúc. Để khi ta về, ta sẽ mời quan thái sư và quan tán trợ vũ úy cùng nghe.